CDT News. 5 dấu hiệu cảnh báo bình ga xì nổ tung sau 3 phút. Chị em chậm trễ là mất mạng như chơi, phá tan nhà cửa. Hôm trước, nhà em lên sau kỳ nghỉ Tết phát hiện đường dây dẫn ga bị lũ chuột cắn đứt nham nhở. Kể ra mới thấy may, run rủi thế nào. Dù lúc ấy cũng mệt phờ phạc hết cả người rồi, nhưng thấy nhà cửa hôi hám, bám bụi cũng cố dọn dẹp qua chút. Nào ngờ vừa mở tủ bếp dưới thì thấy dây dẫn ga thủng lộ chỗ. Trộm vía, nhỡ mà không thấy lại bật bếp ga nấu nướng như thường thì cũng chẳng biết hậu quả như thế nào. Em cũng chột dạ nên tìm đọc mấy bài kinh nghiệm an toàn khi dùng bình ga gia đình. Tiện chia sẻ cho các mẹ cùng xem để lưu ý nhé. Đây là những dấu hiệu nguy hiểm đang báo động, bạn tuyệt đối không được bỏ qua. 1. Lửa bị đỏ. Ngọn lửa bếp ga màu đỏ có thể làm vàng đáy nồi, ảnh hưởng đến việc nấu nướng của bạn. Nguyên nhân thường do ga đốt không hết, dụng cụ nấu không sạch, đầu đốt bị bẩn. Vang bình ga mở quá ít, bình ga sắp hết hay bị lẫn tạp chất. Bạn nên kiểm tra và vệ sinh lại toàn bộ bếp và bình ga. Hiện tượng sẽ được cải thiện. 2. Ga bốc mùi. Nếu ngửi thấy mùi ga dù bạn chưa bật bếp, rất có thể đường dây dẫn ga đã bị xì, khóa van bị hỏng hoặc ống ga nối sai khớp. Trong trường hợp mùi ga nồng nặc có tuyết bám xung quanh bình, nhiệt độ trong phòng tăng, cần nhanh chóng mở toang cửa thông khí, đặc biệt không bật lửa hay bật tắt các thiết bị điện. Tốt nhất là ngắt được nguồn điện từ xa, sau đó nhanh chóng thoát ra ngoài, gọi ngay thợ sửa chữa đến kiểm tra và xử lý. 3. Nguồn lửa bất thường. Nếu bếp ga nhà bạn không bắt lửa, ngọn lửa cháy bất thường, có mùi ga thoát ra ngoài, bạn cần lập tức tắt bếp, khóa van bình, đồng thời kiểm tra lại mâm chia lửa có bị đặt lịch hay không. Lau khô sứ đánh điện của bếp, nếu không thể tự xử lý, hãy gọi thợ sửa chữa đến kiểm tra là an toàn nhất. 4. Lửa phát tiếng kêu. Nếu nghe thấy tiếng lửa, bếp ga có tiếng phực phực, rất có thể bình ga nhà bạn đã bị rò hoặc bộ phận không khí, hoa sen, lắp chưa đúng khớp, khe thoát lửa bị nghẹt. Sau khi chỉnh vị trí hỏng lửa và làm sạch lại, khe thoát lửa mà vẫn còn tiếng động này, bạn nên gọi người đến kiểm tra. Cách xử trí khi thấy có dấu hiệu rò rỉ ga. Khi ngửi thấy mùi ga trong nhà, tuyệt đối không động đến bất kỳ thiết bị nào có thể phát sinh tia lửa điện, không bật tắt công tắc đèn, quạt, đóng, cắt mạch điện, kể cả điện thoại di động. Lập tức khóa van bình. Sử dụng các phương tiện thông gió thủ công, ví dụ quạt nan hoặc mảnh bìa cắt tông để quạt tản khí đi. Nếu quạt máy đang chạy thì vẫn để nguyên. Mở hết các cửa ở phía trên bếp, không phải là các cửa ngang bếp, để tạo đối lưu lên trên. Khi nào gần hết mùi mới được mở hết các cửa nhà. Lấy xà phòng bít vào chỗ khí ga thoát ra, phun nước vào bình. Nếu thấy bình phồng lên, ngay lập tức chạy thoát ra ngoài để phòng bình ga nổ. Để tránh những sự cố về ga, nên chú ý những điều sau. Khi chọn bình ga, nên chọn đại lý chính hãng, có tên tuổi, tránh hàng giả. Chọn bình còn nguyên vẹn, không móp méo, nước sơn còn tốt, không chóc, rỉ, rỗ. Khi đang thay bình ga, tuyệt đối không được sử dụng hoặc vận hành các thiết bị có thể phát sinh tia lửa điện gần đó như nổ xe máy, đánh bật lửa. Kiểm tra độ kín của bếp và ống dẫn ga bằng nước bọt xà phòng, cả trong trạng thái mở và khóa van. Tủ bếp không nên làm kín mà phải để hở để có thể ngửi được khí ga rò. Hạn chế để lọt khí ga xuống đường ống hoặc các ống cống liên thông với bên ngoài. Nếu trong nhà có cống ở bếp nối với bên ngoài, khi trong nhà có hiện tượng rò ga, khí có thể lan ra đến ngoài. Gặp tia lửa điện tình cờ có thể cháy ngược vào trong. Khi sử dụng xong nên khóa van bình, không chỉ là tắt bếp, bởi có trường hợp chủ nhà đi vắng cả ngày, chuột cắn đứt dây ga mà không biết. Nếu bình ga nhà bạn dùng van vặn thì khi chỉ mở vặn 1 đến 2 vòng, hơi lỏng tay là đủ, không cần mở hết. Sau 3 đến 5 năm sử dụng nên thay ống dẫn ga. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.